Tôi xin chào tất cả các cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha thì hôm nay em tiếp tục quay bông giấy vườn của phong cho anh chị em mình châu lưu ha thì ở đây gồm có là hai loại bông giấy anh em một là vô trụ lùng hai là vô trụ cao thì à, hồi em sẽ tư vấn cho anh chị em mình à, cây như thế này thì nhà vườn người ta cũng đã trồng một năm mấy em có hỏi nhà vườn ha thì à, ở đây nè lúc trước là nhà vườn người ta cặp hai ba bầu như vậy nè anh em ta trồng người ta xé cái bầu này ra người ta trồng tam xuống đất thì trong quá trình tấu dây dừa này dễ của mình nó sẽ nở thì những cái chậu cao như thế này nè người ta mới bỏ qua bên cái chậu cao cỡ này nữa nha người ta trồng thì cây như vậy bên nhà vườn để cho anh chị em mình giá là 120 ngàn một cây và hai cây thì nhà vườn người ta sẽ gửi hàng không bao ship còn 5 cây trở lên thì nhà vườn người ta sẽ bao ship cho anh chị em mình anh em mình cố gắng lấy số lượng từ 5 cây đổ lên để được nhà vườn bao ship và cái hàng này thì nhà vườn người ta mới trộn chất trồng trấu với sơ dừa và rau trấu người ta mới sang qua chỗ mới cây thì hiện tại đang búp tược lên nếu mà anh em mình mua về chơi anh em mình cứ để xé cái 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 bao bì vận chuyển thôi còn anh em mình để vậy là anh em mình có thể là chăm sóc được luôn tầm khoảng 5 tháng đổ lên gì đó khi mà cây của mình nó phát triển lớn lên rễ nó ăn nhiều rồi đó thì anh em mình sẽ cắt cái đít đây nè anh em mình trồng qua một cái chậu cao hơn nữa để mình nuôi một cái bộ đế cho nó thiệt là đẹp luôn ha ở đây thì tại vì vô cái chậu cao này nè anh em cái tiền vận chuyển phí ship với cái tiền đóng hàng nó hơi cao ha thì à, nhà vườn để lại là 120 cho anh em mình cái khúc cái tiền ship nó nặng lắm anh em cái bầu nè cái bầu này nó cao hết 4 4 tắc khoảng 3 tắc mấy 4 tắc rồi cái gan 2 tắc 2 khoảng 4 tắc cái bầu khoảng 4 tắc ha còn từ cái cây lên thì cũng tầm khoảng 4 tắc là nó chạy ra khoảng 8 tắc ha. 7 tắc mấy 8 tắc từ đáy bầu lên tên luôn tại vì nguyên cái phần này là cái phần rễ nên mình sẽ tính nó luôn nha anh em nha nguyên một cái bầu ghế như vậy thì cái này anh em mình trồng trong vòng khoảng một năm là cái cũ của mình ghế nó sẽ tủa ra nó sẽ tủa ra muốn đầy luôn cái 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 chậu đây thì anh em mình có thể là sang qua bên cái phần cái chậu mới giùm em nha cái này là giấy mỹ nha anh em giấy mỹ riêng hết ha chưa hề cắt ghép chưa hề gì hết sau này anh em mình trồng anh em mình có thể làm hàng gào làm cổng hoặc là làm gì đó thì anh em mình làm hoặc là anh em mình đầu tư số lượng nhiều thì anh em mình trồng lấy cũ cũng được nhà vườn người ta làm sẵn sàng cái này nói chung làm cũng khá là cực anh em qua rất là nhiều cái công đoạn nó mới ra được cái giá tiền như vậy nha thứ nhất người ta phải cắt hôm người ta cặm hôm cũng tầm khoảng 4 năm tháng khi mà cây của mình nó ra rễ mạnh khỏe xong người ta sẽ trồng qua một cái bầu nhỏ ở trên đó rồi để thêm 3 bốn tháng gì nữa khi mà nó phát triển xong người ta sẽ bỏ qua một cái chậu này nữa ha, rồi trồng thêm bốn năm tháng nữa rễ nó ăn cứng cái bầu ở dưới bắt đầu người ta xé bầu ra người ta đam ra trồng trồng ngoài đó thì cũng tầm khoảng 5 năm ngoài khi mà rễ ở ngoài nó ngon lành nó bự rồi bắt đầu người ta mới bứng vô đây qua rất là nhiều cái công đoạn luôn nha anh em mong giấy nè mới đầu là cầm hơm nè vô bầu nhỏ lần thứ nhất nè rồi trồng thêm cái bầu thứ hai nè rồi đam ra đất trồng nè rồi bứng lên sang cái bầu này là hết năm cái công đoạn nha và tiền công tiền phân rồi chất trồng tiền bầu rồi tiền vận chuyển tiền đóng hàng đồ nó cũng khá là nhiều cái cái, cái khâu giai đoạn ở trong đây ha này nó cây thì điều điều rất là điều như vậy luôn số lượng bên nhà vườn thì còn khá là nhiều anh em nên lấy số lượng nhiều nếu mà được lấy bằng xe tải hay gì đó anh em xuống tại vườn anh em mình chở hàng về đó, thì nhà vườn người ta sẽ tính cái giá sỉ cho anh chị em mình và tất cả các cây ở đây nhà vườn đều bao sống mạnh khỏe cho anh chị em mình hết như thế này đây ha tất cả các cây đều lên được như thế này hết cho anh chị em mình rồi đây ha và cái đây tiếp theo luôn rồi, là một cái loại thứ hai ha vẫn là giá 120 000 một cây luôn cái này thì cái bầu nó sẽ thấp hơn ha, thì anh em mình á muốn lấy cái bầu cao thì lấy muốn lấy cái bầu thấp thì lấy cái bầu cao là người ta mấy cái cây đó nó cũng bị gan vậy nè sau khi mà mình môi ra thì nó sẽ như vậy luôn nha nè anh em moi cái này ra thì nó sẽ ra được cái củ như vậy còn ở bên đây người ta sẽ môi củ ra sẵn và người ta vô cái bầu lùng thì cái loại lùng này anh em muốn lấy cái loại lùng này thì nó có cũ nó có nổi lên sẵn như thế này hết cho anh em mình luôn còn anh em mình mua về nếu mà mình có dự định trồng thêm thì anh em mình lấy cái loại cao này còn ở đây cái loại này thì cái cũ nó đã lồi lên hết như thế này ha cái đường thân cũng sẽ cao hơn giống như cái kia là tầm khoảng ví dụ như cái kia hai năm tuổi thì cái này hai năm ngoài một tí vậy đó nè ha thì cái cũ củ của mình đây nè mình lúc hồi sớm mình đo ở tên đây ngay chỗ này là cái cuốn bên cái bộ cũ này em thấy không ngay chỗ bầu cũ là đo ngay cái cuốn này thì từ ngay bầu cũ này lên nó cũng khoảng 40 đây ha thì người ta lắp lại cái phần này còn đây nó lồi lên phần này thì chiều cao tổng thể là 20 nè 40 60 cũng khoảng 70 80 nó cũng ngang ngửa với cái bầu kia cái bầu kia thì người ta đẩy cái gốc lại người ta tính tính từ phần bầu còn cái này của mình là mình bươi cái củ ra rồi mình sẽ tính từ cái mặt chậu lên ha thì gồm có là hai loại anh em mình muốn lấy loại nào anh em mình lấy khi mà gửi hàng thì nhà vườn người ta sẽ bó bầu người ta quấn một ví dụ như ít cây thì người ta sẽ quấn bằng ta để te vô te hoặc là xốp gì đó vô người ta quấn để người ta bảo vệ cái đường thân của cây ha, còn khi mà anh em muốn có lấy số lượng nhiều thì mình chất lên xe tải thì nó sẽ khỏe hơn ha, ở đây thì hai cây thì sẽ gửi hàng không bao ship còn 5 cây thì nhà vườn người ta sẽ bao ship cho anh chị em mình luôn nói chung là cái cây này thì cái cái giá của nó nếu mà đúng thị trường thì nó tầm khoảng 80 000 ngàn cho đến 100 ngàn nếu mà cái giá chuẩn thị trường nhưng mà ở đây cái bầu nó quá cao ha một phần là cái bầu này nó quá cao luôn cái tiền đóng hàng cái tiền vận chuyển nó rất là cao nên nhà vườn kéo lên là 120 ngàn tiền hỗ trợ anh em mình là hai cây gửi hàng không bao ship ha còn 5 cây đổ lên thì mình sẽ được bao ship tại tại vì cái cái bầu này em thấy không rất là thường thường người ta khi mà bán hàng trên mạng đó, là người ta chỉ gửi cái bầu có tặng 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 gì thôi để về anh em mình xé cái bầu ra mình trồng còn ở đây thì nhà vườn người ta đã làm sẵn cái phần đó luôn rồi nên cái phần chất trồng nè phần công nè và cái phần vận chuyển nó khá là cao em xin nhắc lại nhiều lần cái phần vận chuyển nha nè cái này nó cao nó bự dữ lắm anh em nội cái bầu không là đã nó đã bốn tấc rồi à, cái khi mà mình bỏ vô một cái thùng nữa à, hoặc là mình kẹp cây gì đó là nó ra một cái cục bự dữ lắm bằng cự như cái bao vậy nè nó nó rất là to nên cái tiền vận chuyển nó nó hơi cao tại vì cái cây ví dụ như cái cây có 120 trăm hai thôi hai cây là hai trăm tư mà tiền vận chuyển nó đã hết một phần rồi à, cái này thì nói chung là cái tiền vận chuyển nó hơi mắc nên anh em mình coi thí mà mình vừa ý vừa mắt mình đó, thì mình mua về còn cái loại giấy mỹ này thì anh em mình nói chung là nó rất là dễ chơi rồi ha. về anh em mình nếu mà có mua thì anh em về chỉ cắt cái phần đóng bao bìa thôi anh em cắt ra xong anh em để về anh em tưới nước là có thể là chăm sóc nó sống rồi ha rồi mình muốn trồng hàng gạo gì đó để ngay cái hàng gạo luôn đi rồi khi mà tầm khoảng được 4 năm tháng khi mà rễ nó đã ăn cứng trong cái bầu này rồi thì anh em mình cắt cái bầu anh em mình bỏ nó qua cái chỗ mới thôi là nó sẽ phát triển cái dòng giấy mỹ này thì nói chung nó khá là dễ trồng dễ phát triển dễ có thể là đứng có thể là top đầu của những cái dòng cây dễ rồi ha thì tùy thì anh em mình ha anh em mình thích thì anh em mình cứ liên hệ và cây ở đây thì tất cả các cây đều có rễ xoắn một khớp hai khớp rồi tới khớp thứ ba người ta mới đứng lên đây ha cái cây mà không có đế cũng không có chủ vườn nào mà người ta vô cái bầu cao như vậy hết nha đó là một phần và ở đây thì người ta làm với cái chủ yếu là làm cho cái bộ đế nó đẹp để sau này người ta đi bán hàng xuân hàng chợ gì đó thì người ta đi bán ha. Người, ta, người ta sẽ phe cái bộ đế ra cái này nè anh em mình trồng tầm khoảng được một năm thì anh em mình sẽ cắt cái bầu này ra cái, cái hồi sớm khoảng 5 tháng là anh em mình sẽ cắt cái diện đích này ra âm xuống dưới đất cho rễ nó tủ xuống đất nó phát triển đúng không rồi tầm khoảng được một năm tuổi thì anh em mình sẽ gọc cái bầu này ra luôn xé cái bầu này ra lấy trấu xây dừa ra là nó sẽ đưa nguyên một cái bộ đế nôm của mình xuống À, và cái lớp ghế mà mình để mình trồng cho nó phát triển là cái lớp ghế nó ăn xuống đó, Cắt cái đít này là, là ghế nó sẽ ăn xuống dưới đây. À, thì mình trồng qua nhiều cái giai đoạn như vậy. Cái cây của mình nó mới đẹp. Được bộ đế rất là đẹp. Nó à, hồi nãy em cũng nói với anh em. Từ cái khâu cặm nè. Nó cắt hôm cặm hôm. Mua hôm về xong. Cắt ra khúc khúc khúc. Cặm xuống đây tầm khoảng 5 tháng. Cây nó sống khỏe mạnh xong. mới sang qua cái chậu ở trên cao này. Một cái chậu này một cái chậu này nuôi xong trong vòng khoảng 4 năm tháng gì đó rễ nó ăn ra cái bầu này xong bắt đầu nó ăn nó trổ qua khỏi đít nào bắt đầu người ta cắt cái đít bầu người ta bỏ qua thêm một cái chậu thứ hai ha, là nó sẽ được một tuần rễ nè bỏ cái chậu thứ hai nuôi trong vòng khoảng 5 tháng gì đó thì rễ trong dưới đít này nó sẽ ăn tủa ra cái bầu này ha, thì nó sẽ được một cơi rễ nữa xong khi mà nó đầy cái rễ này bắt đầu người ta mới cắt cái đít này người ta đam ra ngoài đất người ta trồng tầm khoảng được một năm nữa là từ từ đây là năm tháng năm tháng nữa là một năm một năm đam ra đất trồng một năm mới là hai năm hai năm xong rồi bắt đầu mình người ta mới bứng lên tên cái bầu này ha, là cái bộ đế của mình nó đã cao đã bự rồi ha đó với hai năm tuổi với cộng thêm đó mấy tháng cộng hôm nữa lại ra hai năm mấy tuổi mới được một cái cây 200 120 ngàn như thế này ha rồi số điện thoại của chủ vườn thì em để tên tiêu đề cho anh chị em mình tiện liên hệ ha có hai loại bầu một là bầu lùng hai là bầu cao anh em lấy lời nào lấy đồng giá 122 hai gửi năm bao ship mọi chi tiết liên quan đến clip ngày hôm nay anh em mình liên hệ trực tiếp bên nhà vườn giùm em em cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem ủng hộ em trong thời gian qua rất là nhiều cảm ơn cô chú anh chị em mình thêm lần nữa luôn